thời gian gần đây mang tay bắt đầu được người tiêu dùng ở việt nam biết tới và sử dụng nhiều trong các bữa cơm gia đình nắm bắt được xu thế của thị trường ông nguyễn văn đoá ở thôn hoàng kiếm ba xã nam hà huyện lâm hà đã phá bỏ diện tích cà phê già cỗi trồng mang tay và thành lập hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm đặc biệt để đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm chất lượng cao bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng Ông Nguyễn Văn Đoá đã áp dụng phương pháp trồng hữu cơ cho toàn bộ diện tích 5 hectare mang tay của hợp tác xã. Cụ thể, các nông hộ bón phân bằng phân chuồng ủ mục, cung cấp thêm dinh dưỡng cho cây bằng cách tưới đạm cá, đạm từ đầu nành ủ lên men, sử dụng nấm đối kháng tự nuôi cấy theo quy trình của trường đại học Cần Thơ để phòng sâu bệnh. Nguyên tắc sản xuất này được quán trị kỹ và được các thành viên trong hợp tác xã áp dụng.